Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog Việt Nam Thắng.com và đây là Thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức trên kênh YouTube Sự Nguồn News từ đây. Và bắt đầu cho những cái thông tin ngày hôm nay thì trước khi chúng ta đi vào nội dung chi tiết, những chia sẻ của Thắng như thường lệ chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Nếu như cô chú anh chị và các bạn yêu thích cái video này và các cái video tương tự thì đừng quên nút like, share để ủng hộ Thắng cũng như là nút subscribe nếu như đây là lần đầu tiên chúng ta đến với kênh YouTube Sự Nguồn News từ đây. Và mở đầu cho cái bản tin này thì Thắng thấy rằng là thông tin quan trọng chúng ta cần biết đó là việc Coinbase đã niêm yết lại Ripple sau khi Ripple giành chiến thắng trước Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Như vậy là hầu hết những cái lo ngại về cái việc các cái đồng coin, các cái đồng token bị coi như là chứng khoán nó đã gần như đã được xóa tan và XRP là cái kênh chim đầu đàn đã thoát khỏi cái sự kìm hãm của SEC sau 3 năm rất là lâu, từ 2020 cho đến 2023, đã mất thêm thời gian qua mấy đời, qua hai đời của chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC ấy. Thì chúng ta thấy rằng là sau cái vụ này thì rõ ràng là cái giá của cái đồng XRP nó tăng rất mạnh lên đến hơn 60%. Và kèm theo đó là rất nhiều các cái sàn họ đã niêm yết lại, đặc biệt là sàn Coinbase. Coinbase là một trong những cái sàn không ưa thích gì với SEC bởi vì họ cũng bị cáo buộc rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến chứng khoán, cho nên cái hành động list lại luôn lập tức cái đồng XRP gần như là một cái lời tuyên chiến đối với SEC, nhưng SEC cũng chẳng làm gì được cả bởi vì họ đã bị thua kiện. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy. Và cũng theo cái điều này thì chỉ Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SEC cũng thừa nhận ứng dụng ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock. Thì đây là một cái thông tin, một cái công ty từ Mỹ, nhưng tuy nhiên cái này nó đã được ứng dụng ngay lập tức vào trong thị trường Úc rồi. Thì đây rất là hay. Thì quốc gia Úc là một trong những quốc gia đi đầu khá là sớm trong tiền điện tử và họ cũng rất là cởi mở, và đặc biệt là ngay sau khi họ phát hành CBDC trên Ethereum, và họ đang thử nghiệm luôn cả CBDC của họ trên cái blockchain của Ripple. Thì Ripple chính là cái đồng XRP đó. Vậy cho nên là Thắng nghĩ rằng nếu như mà để phát triển CBDC đầu tiên trên thế giới mà để phát vận hành vào một cái cách gọi là trơn tru nhất và quốc tế nhất thì rõ ràng Australia là quốc gia, Úc ấy, là quốc gia rất dễ có khả năng làm được điều này đầu tiên. Còn Trung Quốc họ cũng có CBDC nhưng mà họ gần như là một dạng CBDC kiểm duyệt, chứ nó không được quốc tế, không được mở rộng cho lắm. Thì nếu như mà nó muốn quốc tế thì Thắng nghĩ rằng là nó sẽ phải lựa chọn một trong những cái blockchain khác, ví dụ như là lựa chọn Ripple, lựa chọn Stellar Lumen hoặc là lựa chọn P Network, giống như những cái gì Thắng đã phân tích ở trên postcard về Pi. Nếu như cô chú anh chị và các bạn không biết tới cái postcard này thì có thể lên vào trong cái kênh YouTube của Thắng thì tìm ở phần playlist thì Thắng có một cái postcard. Thì cái postcard đó thì Thắng chỉ nói về Pi là chủ yếu thôi, thì Thắng đưa ra những cái phân tích nhận định mang tính chất khách quan. Thì trong cái video này chúng ta cập nhật về crypto là chủ yếu cho nên là chúng ta không nói nhiều với mọi người về Pi. Rồi một cái thông tin nữa đó là nhà quản lý tài sản trị giá 9.000 tỷ đô, giám đốc điều hành của BlackRock cho biết crypto sẽ vượt qua các loại tiền tệ quốc tế do nhu cầu toàn cầu. Và người ta ý của ông muốn nói rằng là crypto là một cái tài sản, một cái tài sản quốc tế, international assets. Thì đó là cái mà điều tất yếu thôi, như chúng ta đã đồng ý với nhau ngay từ lúc ban đầu khi cái kênh YouTube nó được khởi động, thì rõ ràng crypto là tương lai của cái hệ thống tài chính thế giới. Nên tuy nhiên nó cần cần rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến pháp lý, liên quan đến giấy phép, và rõ ràng những cái điều mà chúng ta sẽ cần phải chờ đợi trong cái tương lai gần. Và chúng ta sẽ quay trở lại cùng nhau trong cái cập nhật về SEPMoon. Thì ở thời điểm tại ngày hôm nay SEPMoon đưa ra một cái bản cập nhật mới, Thắng cũng đã gửi lên trên cái phần community. Tuy nhiên chúng ta cập nhật chi tiết hơn về cái blockchain đầu tiên, đó là cái việc tích hợp ví SEPMoon. Thì cái thử nghiệm và sửa lỗi để tích hợp ví đang diễn ra để cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch, thì chúng ta cũng không cần quan tâm quá nhiều đến cái JavaScript hay cái gì cả, nhưng đại loại là chắc chắn là cái SEPMoon blockchain nó sẽ được tích hợp lên trên ví SEPMoon của chúng ta, và từ đó là nó sẽ làm giải quyết được cái bài toán liên quan đến giao dịch. Chuỗi chéo đã có rồi thì nếu mà tích hợp blockchain vào đó thì rõ ràng là các cái blockchain khác có thể tương tác với blockchain của SEPMoon thông qua cái chuỗi chéo bao gồm Polygon, Ethereum và BNB đó, thì nó sẽ tương tác trực tiếp luôn với cái blockchain này. Tiếp theo nó cập nhật về cái mạng SEPMoon ạ. Thì mạng SEPMoon phát triển này để hỗ trợ đảm bảo rằng tất cả các bản cập nhật tiếp theo nó sẽ không gặp phải vấn đề gì cả mà nó có thể triển khai một cách trực tiếp.
Người ta cũng nói luôn về cả cái môi trường web, môi trường phát triển của SafeMoon là người ta sử dụng thiết lập trên Amazon Web Services, mang lại sự ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng này. Ok, tiếp theo là bộ công cụ SafeMoon thì người ta đang nói là một bộ công cụ phát triển đang được điều chỉnh cho chuỗi khối SafeMoon, tức là SafeMoon Blockchain ạ, được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển và tạo điều kiện tương tác với cái mạng SOS. Bộ này chứa các thư viện, mã mẫu và các tài liệu để hỗ trợ phát triển tạo quản lý hợp đồng thông minh. Đó thì đấy là cái bộ công cụ sẽ giúp cho SafeMoon Blockchain phát triển cái hợp đồng thông minh. Và từ hợp đồng thông minh này có thể đưa các cái decentralized app, tức là các cái DApp vào trong cái hệ thống của SafeMoon ạ. Thì Thắng thấy là cái quá trình này nó sẽ mất rất nhiều thời gian ạ, không 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 đơn giản đâu. À, và ngoài ra nó có một số những cập nhật khác chúng ta có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Tóm lại về cơ bản thì Thắng thấy rằng là khả năng rất là cao SafeMoon Blockchain sẽ ra mắt trước để tích hợp vào SafeMoon Wallet trước khi chúng ta thấy cái SafeMoon Exchange, tức là cái sàn giao dịch SafeMoon. Tại vì thực tế cái sàn giao dịch nó cũng không quá là quan trọng vì rất nhiều các cái sàn giao dịch ở thời hiện tại bị sờ gáy bởi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Và cái việc ra mắt sàn giao dịch của SafeMoon nó sẽ phải cần tuân thủ khá nhiều yếu tố nếu như muốn tồn tại ở Mỹ. Nhưng nếu mà nó phát triển ở châu Âu thì có thể sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều lắm, nhưng nó lại không có cái thị phần bởi vì người Mỹ người ta cũng siêu khá nhiều với cái dự án SafeMoon này. Tuy nhiên là ở châu Âu thì người ta rất là cởi mở trong cái phát triển crypto, và đặc biệt là họ cũng có cái dự luật mà Thắng đã nói rất nhiều lần từ những cái video trước rồi, đó là cái dự luật MiCA hay chúng ta đọc là MiCA đó. Cái dự luật này nó sẽ có hiệu lực vào hình như là tháng 2, tháng 3 năm 2024. Chúng ta sẽ nếu mà chúng ta thấy SafeMoon nó ra mắt exchange thì nó sẽ ở khu vực EU chủ yếu, sau đó là từ EU nó mới lan rộng ra các cái khu vực khác. Còn chúng ta cũng không cần quá quan tâm nhiều đến cái exchange cho lắm, nó là một cái sản phẩm ra mắt tất yếu trong cái quá trình phát triển và hình thành của dự án SafeMoon thôi. Và cái điều chúng ta mong chờ nhất đó chính là cái blockchain nó làm việc như thế nào, có bao nhiêu DApp, đó mới chính là lý do để làm cho giá các cái quyền SafeMoon nó tăng lên. Tuy nhiên là với cái việc SEC bị thua kiện với XRP thì SafeMoon cũng có tăng giá chứ không phải không có. Thì đó là cái mà chúng ta thấy những cái tín hiệu tích cực nhất từ SafeMoon thôi. Ngoài ra cũng có một số những cái cập nhật ở trên Bitget, thì Bitget Thắng thấy rằng đây là một cái dự án rất chịu khó kết hợp với các cái dự án khác nhau. Thì có thể những cái dự án họ hợp tác nó không được nổi tiếng, nó rất là ít người theo dõi thôi. Đâu đó khoảng là một vài chục, thậm chí là dưới 100.000 người follow, tức là những cái dự án này nó cũng không có quá là nổi tiếng, nhưng mà các bạn cũng cứ để ý rằng là nó như kiểu một cái bó đũa thôi, cái một cái đũa thì bẻ gãy và nhiều cái đũa thì bẻ khó gãy. Tức là nếu mà người ta nói rằng Bitget là một cái dự án nó có thể là hơi tầm thường một chút ở cái góc nhìn, tức là nhìn vào cái follower, chúng ta nhìn vào cái sự phát triển và nhìn vào cái giá của cái token này thì nó cũng không được cao, nhưng tuy nhiên là cho để ý rằng họ kết hợp với rất nhiều các cái đơn vị khác nhau. Và đó là cái điều mà Thắng thấy rất là bất ngờ, vì là họ rất chăm chỉ kể vào cái thời điểm downtrend hay uptrend thế nào chăng nữa thì họ vẫn cứ liên tục cập nhật, và thậm chí cái sự cập nhật này của họ đến mức mà họ còn đánh giá rất cao trên cái chuỗi BNB chain. Mặc dù họ đã có cái sự xác minh trên Ethereum scan, tức là bây giờ hiện tại SafeMoon, cái Bitget Price nó đang hiện diện ở trên ba nền tảng, một là Binance Smart Chain, hai là Ether scan của Ethereum, và ba là của Bitget Chain, tức là nó hiện tại nó ở ba cái khu vực này. Sau này khi mà nó phát triển cái cross chain nó cũng rất là dễ thôi, bởi vì là nó đã có Bitget ở ba nền tảng khác nhau và được xác thực rồi, cho nên là cái việc làm cái chuỗi chéo với Bitget nó cũng không có gì là khó khăn cả. Rõ ràng nếu mà xét về thì hiện tại về cái lộ trình di chuyển thì mặc dù Bitget xuất phát điểm sau nhưng mà nó đã vượt trên SafeMoon ở cái điểm gọi là đã có blockchain, đã có cái nền để xây dựng blockchain, và họ đã kết hợp với rất nhiều đơn vị khác nhau chứ không giống SafeMoon. SafeMoon thì nó lại mang tính bảo mật cao, cho nên là SafeMoon khi mà một cái dự án nào muốn tham gia thì nó cũng phải có cái sự kiểm duyệt nhất định nào đó, tất nhiên nó không thể hoàn toàn chính xác tuyệt đối. Thế nhưng mà Bitget thì nó lại đi theo hướng là ai được hợp tác tôi cũng chơi hết, đấy là một cái cũng khá là đặc biệt đối với Bitget. Thế thì rất là khó có thể so sánh giữa Bitget và SafeMoon, nhưng mà Thắng cũng là người đã và đang đầu tư vào cái hai cái dự án này và cũng có cái phân tích một thời gian rất là dài, đặc biệt là với SafeMoon ngay từ cái thời điểm ban đầu khi tạo ra kênh rồi đó. Thì chủ yếu mục đích là nói về SafeMoon, nhưng mà tại thời điểm SafeMoon nó cũng bị chìm xuống, cho nên là chúng ta cũng dành cái thời gian để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi nó, cũng như là chúng ta đang kiên nhẫn chờ đợi VNetwork, Mainnet vậy. Nó cũng khá là khó có thể đưa ra được cái chính xác là cái thời điểm nào có thể đưa ra được cái Open Mainnet cho Pi.
Tuy nhiên là cũng có một số những cập nhật về Pi mà chúng ta cần lưu tâm, đó chính là cái cục công an của Pi á. Đây này, công an này. Thì khi mà Thắng đọc cái bản dịch thì rõ ràng là lúc đầu thì mình nhìn cái này á, thì mình thấy rất là lo lắng, bởi vì là không biết được là đây là cái vấn đề gì, vì rõ ràng Thắng không phải là người biết dành về tiếng Trung cho lắm, chỉ biết một rất là ít thôi. Thì còn khi mà mình ấn Google dịch cái này ra thì ý của người ta muốn nói đại loại với cái câu chuyện này, người ta liệt kê ra những cái thời điểm có những cái con người người ta lợi dụng để lừa đảo những cái người già, những cái người họ không hiểu biết về blockchain, về điện tử, là cài cái sự người ta lấy cái danh nghĩa là Pi và người ta nói rằng thế này thế kia, hứa hẹn hứa hưu hứa vượn, cho nên là những cái người già bị sập bẫy mất tiền và người ta lại gắn cho cái mác nó liên quan đến Pi. Có lẽ là nó khá tương đồng giống như cái việc một Pi bằng 7 tỷ như chúng ta lan truyền trên TikTok và Twitter, cũng như là ở trên các cái mạng xã hội ở thời điểm hiện tại. Đó là cái điều rất nguy hiểm, bởi vì là cái hậu quả xảy ra nó không thể nào lường trước được. Vâng, mà người ta sẽ đánh niềm tin như nào, bởi vì là người già thì người ta mục đích chính không phải là đầu tư, mà đơn giản là người ta sẽ sử dụng cái đồng tiền đó để cho con cho cháu sau khi họ chết đi thôi. Thế thì nếu như mà những cái người lừa đảo họ có thể lừa cái ông bà già rằng là đây là một cái dự án nó đã triển khai rất là lớn, họ cho xem những cái video liên quan đến hô hào các kiểu, đúng không ạ? Thế thì người già thì người ta rất dễ cả tin, thì người ta bảo người ta chắc cũng chỉ có tầm, ví dụ giả sử như vài trăm triệu Việt Nam đồng ạ, thì người ta sẵn sàng có thể lấy cái tiền đó người ta đổi lấy pi và người ta cất pi đi. Thứ nhất là gì, pi an toàn lắm, pi giữ trên blockchain thì không bao giờ mất được. Nhưng mà trên thực tế ra bây giờ một pi thì vẫn bằng một pi, chứ không thể nào nói rằng một pi mà 314.000 đô được. Đấy là một cái gì, là chúng ta tự huyễn hoặc bản thân mình. Thì công an nó là một trong những cái đơn vị đại diện pháp luật cho đảng nhà nước, thì Trung Quốc cũng thế, Trung Quốc cũng có công an, Trung Quốc họ cũng làm việc với cái điều này. Và đó là cái chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì là chúng ta làm những cái vấn đề liên quan đến truyền bá thông tin mà nó mang tính sai lệch thì rõ ràng công an họ thấy nó bất cập thì họ sẽ phải vào cuộc thôi. Và nếu như công an Trung Quốc và cả công an Việt Nam họ đã găm cái điều này vào trong cái thông tin của họ để điều tra rồi, thì rõ ràng là sẽ rất khó có thể có cái chỗ đứng và phát triển dễ dàng sau này. Tất nhiên là cái khả năng nó có thể phát triển thì Thắng nghĩ là có. Thế nhưng cái điều này nó còn phụ thuộc vào cả Pico Team nữa, nếu như họ không có những cái thông tin công bố gì đó, thì cái đó là cái điều mà Thắng nghĩ rằng là nó sẽ rất là gây hại cho cộng đồng Pi Network, và thậm chí nó có thể đưa đến cái sự sụp đổ liên tục đối với dự án, chứ không phải đơn giản chỉ là cái câu chuyện chúng ta hô hào mức giá đồng thuận là nó xong đâu. Và có thể khi Thắng nói cái điều này thì rất nhiều người họ sẽ đưa vào cái comment và họ sẽ nói rằng là ông lo việc của ông đi, đúng không, ông đừng có lo những cái việc báo đồng, đúng không ạ? Thế thì các bạn, nếu như không có những người lo việc báo đồng thì các bạn sẽ chẳng bao giờ có một cái kênh YouTube nào nói về Pi cho các bạn nghe đâu. Tất nhiên mỗi một YouTuber họ sẽ có cái quan điểm lập luận khác nhau, và Thắng là một người đứng ở trung lập, Thắng đã phân tích rất là rõ rồi. Nếu như các bạn comment những cái câu nói đại loại như là không hiểu như thế, Thắng nghĩ chắc chắn rằng bạn chưa xem bất cứ một cái postcard nào của Thắng, và vì bạn xem không đến nơi đến chốn, cho nên bạn đưa ra những cái bình luận rất chi là cảm tính, và nó thực sự xứng đáng để Thắng tắt cái comment ấy đi, và thậm chí Thắng có thể để lại cũng được, nhưng không sao cả, nhưng nó thể cái văn hóa của bạn thôi. Thắng đấy là cái điều mà chúng ta phải thừa nhận với nhau về cái điều đấy. Rồi, như vậy là những cái thông tin Thắng chia sẻ với cô chú anh chị bạn về tình hình cập nhật crypto nói chung, cũng như là về SafeMoon, về Bitget, và một chút những cái thông tin liên quan đến Pi chúng ta cần lưu tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào những cái video tiếp theo. Xin chào.